Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay kênh TikTok máy thông dịch Atop sẽ quay chức năng dịch giọng nói hai chiều của dòng máy Atop Plus cộng, dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt. Sật thà hả khao chạy ngay ngay ก็คือความเชื่อเชิงบวกในบางสิ่งบางอย่างความศรัทธาเป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นซึ่งก่อตัวขึ้นในความคิดของมนุษย์ความเชื่อมักมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผู้คนจากการรับรู้โดยธรรมชาติเนื่องจากการศึกษาและการเลี้ยงดูความเชื่อมักจะเพิกเฉยต่อการรับรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างง่ายดายเนียมตี nói một cách đơn giản là niềm tin tích cực vào một cái gì đó. Tín ngưỡng là một giá trị tinh thần vô hình, được hình thành trong tư duy của con người. Niềm tin xuất phát từ cảm nhận chủ quan của con người, từ nhận thức vốn có của con người, giáo dục và nuôi dưỡng. Tin tưởng dễ bỏ qua ý thức khách quan,